Hello mọi người. Is this thing on? Yeah. Thì sau video Life at RMIT của mình, đã có rất là nhiều bạn bè, anh chị em vào nhắn tin cho mình và hỏi về những thông tin liên quan về trường R. À, cái lượng câu hỏi khá là nhiều, thế nên là mình cảm thấy mình nên tạo một cái video trả lời hết những câu hỏi của mọi người, những cái thắc mắc hay là những cái định kiến của mọi người về trường RMIT. Thì đấy là lý do chúng mình có video ngày hôm nay. Yay! Thì đây là một cái video về RMIT Q&A để mình trả lời hết cho tất cả mọi người những câu hỏi về trường R, về ngành học, về câu lạc bộ. Và mình đã đăng một cái Q&A, một cái ask trên Instagram để cho tất cả mọi người hỏi mình, cũng như mình đã tích góp lại được những cái câu hỏi, phần lớn câu hỏi mọi người thường nhắn tin cho mình. Okay, câu hỏi đầu tiên. Điều gì khiến chị quyết định học RMIT? Lý do mà mình vào RMIT là đó là một cái câu chuyện khá là buồn cười. Trước khi vào trường 1 tháng thì mình vẫn có những cái định kiến về trường RMIT như tất cả các bạn khác, như tất cả những sinh viên khác, là ôi chắc là trường đấy kiểu toàn nhà giàu học dốt đi, rồi kiểu yeah, kid. Lúc mà mình tốt nghiệp cấp 3 xong, mình quyết định nhập học vào một cái trường khác, một ngôi trường khác. Nhưng mà sau đấy thì gia đình mình cảm thấy không thích cái trường đấy, bởi vì quãng đường từ nhà mình tới ngôi trường đấy là tận 14 cây. Gia đình mình kiểu quay một phát và học RMIT. Tìm hiểu về trường, tư vấn tuyển sinh, rồi thi vào đầu vào tiếng Anh trong một nốt nhạc trong một tuần là mình vào trường luôn. Hai, có đáng với số tiền bỏ ra để học không ạ? Ok, thì tới thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy cái số tiền mà mình bỏ ra để mà học RMIT rất là đáng. Mình được học trong một cái môi trường toàn là tiếng Anh, chương trình dạy học bằng tiếng Anh, và được nhận được bằng đại học là bằng đại học của Úc, của Melbourne. Cơ sở vật chất rất là tốt, dụ như là căng tin, tụi mình có một cái mát lạnh, sleeping room, nói chung là nó tối ưu hóa tất cả những cái trải nghiệm của sinh viên khi mà học tại trường, thế nên mình thấy rất là đáng tiền. Về cái kiến thức thì tụi mình được học cái thẳng vào kiến thức chuyên ngành chứ không có học lan man, và được học song song giữa lý thuyết và thực hành luôn, để mà khi sinh viên ra trường, sinh viên sẽ đi làm được luôn. Thì ngoài cái việc học và cái trải nghiệm ở đây ra thì chúng mình còn được tham gia được rất là nhiều câu lạc bộ. Và ở câu lạc bộ này vừa có cả academic, vừa có cả sport, có nghĩa là chúng mình vừa có thể tham gia câu lạc bộ để mà có thêm kinh nghiệm làm việc, cũng như là kinh nghiệm trải nghiệm trong cái chuyên ngành của mình, hoặc là những cái câu lạc bộ về thể dục thể thao. Trong trường mình đặc biệt còn có rất là nhiều cái ban khác, như là well-being này, là sẽ hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho sinh viên để cho cái trải nghiệm của sinh viên trong trường được tốt nhất. Mình còn có cả SAS là Student Academic Success, là có thể tutor sinh viên, có thể kiểu phụ đạo cho sinh viên. Ví dụ như mà khi mà các bạn làm bài không được, hay là các bạn kiểu vẫn học mãi không hiểu, thì các bạn có thể book lịch ở SAS này để các anh chị làm ở trong này có thể dạy phụ đạo cho các bạn, để các bạn hiểu hơn về cái bài, cách làm bài. Ngoài tất cả những cái cơ sở vật chất, những cái mà trường đã provide cho chúng mình, thì mình thấy còn có những cái mối quan hệ rất là tốt khi mà mình vào đây học, bởi vì rất là nhiều anh chị bạn bè trong trường mình thấy vừa học giỏi này, vừa làm giỏi này, vừa tập luyện thể thao giỏi, và vừa xinh đẹp nữa, kiểu đúng kiểu con nhà người ta, kiểu mẫu ý. Mình cũng hay bị peer pressure, nhưng mà khi mà mình được giao tiếp, mình được học hỏi từ những con người này ở trong một cái môi trường healthy and balanced như thế này, thì mình cảm thấy mình rất là được truyền động lực. Phần 3, chị làm hồ sơ nhập học như thế nào vậy ạ? Thì như mình đã nói, lúc đầu mình định học ở một ngôi trường khác, nhưng mà khi mà gia đình mình quay đầu xe thì đấy là lúc mà mọi người đã dần dần sắp sửa vào ngôi trường mới rồi. Thế nên là mình phải rất là cấp tốc để mà nhập học ý. Thì mình gọi điện thẳng lên trường để book lịch tư vấn tuyển sinh. Mình tới thẳng trường luôn. Thì sẽ có một cái chị tuyển sinh ý, chị ấy tư vấn cho mình về học phí, về ngành học, về đầu vào. Thì cái lúc đấy mình chưa có IELTS. Thế là chị tư vấn tuyển sinh đấy, chị ấy hẹn mình lên thi tiếng Anh, thi đầu vào tiếng Anh. Thế là mình vào lớp Advanced, là lớp level 6, và mình vào học luôn rất là nhanh gọn lẹ. Hồ sơ nhập học thì cũng đơn giản thôi, cũng chỉ là học bạ, bằng tốt nghiệp, bản sao chứng nhân dân, lệ phí và một số cái giấy tờ liên quan thôi. Ok, câu 4, có cần giỏi tiếng Anh không ạ? Đương nhiên rồi. Đấy cũng là một cái chỉ tiêu đầu tiên khi mà mình nhập học vào RMIT ý. Chúng mình phải có bằng IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6 chúng mình mới được vào học. Thì cái lúc mà mình không có IELTS thì mình sẽ phải học một khóa tiếng Anh của trường. Thì mình tốt nghiệp cái khóa đấy xong mình mới được vào học đại học ấy. Chương trình của RMIT là học 100% bằng tiếng Anh. Thế nên là nếu mà các bạn không giỏi tiếng Anh ý, thì các bạn sẽ khó mà theo được. Và nên là tiếng Anh là một cái điều kiện cần để mà vào học RMIT. Ok, câu tiếp theo, lấy điểm cao không ạ?
Thì đầu vào của trường là trung bình lớp 12 sẽ phải là 7.0, IELTS phải 6.5, không một kỹ năng nào dưới 6. Nếu mà bạn có một kỹ năng nào mà bị dưới 6 ấy là vẫn sẽ phải thi lại IELTS hoặc lấy lại một cái bằng khác IELTS mới được vào, hoặc là sẽ phải học một khóa tiếng Anh của trường. Mình cũng có một vài người bạn mà IELTS cao nhưng mà có một kỹ năng nào đấy, ví dụ như là 5.5 đi chẳng hạn, thì vẫn sẽ không được chấp nhận. Nếu đã IELTS 6.5 rồi, vào trường có cần học khóa gì để nâng ban điểm không ạ? Ý như lúc nãy mình đã nói, nếu mà IELTS 6.5 nhưng mà bắt buộc không có kỹ năng nào dưới 6 thì ok, mình cứ vào học như bình thường thôi. Còn vào trong trường thì không có khóa nào để mà mình kiểu cải thiện tiếng Anh hay là để nâng ban điểm hết, bởi vì đấy chỉ là cái chỉ tiêu đầu vào của trường thôi. Còn cái việc mà bạn muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của mình thì đấy là tự học. Mình phải tự học rất là nhiều để mình có thể theo kịp được cách làm bài tập này, cách làm assignment này, hay cũng như là nói chuyện với giáo viên nhiều. Yeah. IELTS của chị bao nhiêu vậy ạ? Mình chưa thi IELTS. Cái đợt mà mình vào trường ấy là mình chưa có kịp thi IELTS, mặc dù trước đấy mình học khá là lâu rồi nhưng mình vẫn chưa kịp thi, thế nên là mình phải học một khóa tiếng Anh của trường. Tới thời điểm hiện tại mình cũng chưa cần tới IELTS lắm nên thế nên là mình chưa thi. Câu tiếp theo, câu này khá hay. Chị có thể review về khóa học tiếng Anh dự bị của Remit được không ạ? Rất vui luôn, kiểu vui cực ý. Khả năng tiếng Anh của mình cũng khá là tốt, thế nên là khi học mình cũng không có bị áp lực về bài vở nhiều lắm. Thì được cái khóa học tiếng Anh này cũng giống như là khi mà mình học đi học thêm IELTS ở ngoài. Chúng mình được học cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết giống như IELTS luôn. Học nguyên tuần trừ thứ bảy chủ nhật, học mỗi buổi 4 tiếng. Ở trong lớp giáo viên rất là dễ mến ý, và thường xuyên có những cái hoạt động để mà mình cải thiện kỹ năng tiếng Anh khá là vui. Học với giáo viên thì chắc chắn là phải giáo viên nước ngoài rồi, bởi vì chúng mình học tiếng Anh mà. Và sẽ có 2 kỳ thi, có kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi cuối kỳ. Thì các bạn phải đạt được trên 50% số điểm thì các bạn mới qua được cái khóa đấy. Thì nếu mà những bạn nào mà cảm thấy khả năng tiếng Anh của mình mức ổn ý, thì nên học. Khả năng tiếng Anh của các bạn mà kiểu chưa ổn lắm ý, thì mình vẫn nghĩ là các bạn nên, thứ nhất là tự học ở nhà, thứ hai là đi học ở ngoài. Bởi vì nếu mà vào trường học tiếng Anh nhiều khóa học liên tục như thế thì nó cũng khá là tốn tiền ý, mà mình cảm thấy ở ngoài nó sẽ rẻ hơn. Thì mặc dù cái học phí tiếng Anh mình thấy cũng khá đắt, nhưng mà mình thấy cũng xứng đáng, bởi vì mình có thể làm quen được với cái cách học này, cách làm assignment, rồi cách chạy deadline, cũng như là sử dụng Canva. Và đặc biệt là mình có thêm rất là nhiều mối quan hệ từ trước, bởi vì mình cảm thấy cái lớp tiếng Anh là cái lớp nó vui và đoàn kết nhất. Còn khi mà lên học đại học ý, thì chỉ có khi mà các bạn đăng ký môn nào thì các bạn sẽ chỉ học cái môn đấy với những con người đăng ký chung cái môn đấy với các bạn, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nói chuyện với những bạn đấy ở trong lớp ý. Nó khá là xa cách. Yeah. Giống như mình gặp được một bạn ở trong lớp tiếng Anh mà học chung ngành với mình, thì bây giờ tụi mình vẫn chơi thân với nhau, tụi mình vẫn cứ rủ nhau đăng ký chung môn để mà làm teammate chung với nhau, thì như thế khá là ok. Cách tìm câu lạc bộ ạ? Mỗi đầu học kỳ sẽ có một buổi gọi là club day để cho những cái bạn newbie mới vào trong kỳ đấy biết thêm về những câu lạc bộ của trường này. Thì cái ngày club day đấy là tất cả các cái club sẽ lên giới thiệu và nói về tính chất của club mình, hướng đi của club mình để thu hút các bạn newbie. Kỳ này thì club day sẽ được tổ chức online ở trên Facebook page của Student Life. Những bạn nào mà học online kỳ này thì mọi người có thể vào để xem để biết thêm những cái club của trường mình. Mình khá là may mắn khi mà đợt mà mình đang học tiếng Anh thì mình có cúp học một buổi để mình xuống xem club day. Thì club day đợt đấy có mời Hiếu Thứ Hai về diễn. Mình cũng đi lượn được vài vòng club day, lúc đấy đúng vui luôn ấy. Thế là mình tham gia được 2 club. Hiện tại mình vẫn đang tham gia, đấy là Morecom và Dance Club. Những bạn học sinh hay là phụ huynh mà đang có ý định hoặc là dự định mong muốn học Remit nhưng mà vẫn đang còn phân vân thì mình khuyên mọi người thực sự nên tham gia thử cái Experience Day. Đấy là ngày trải nghiệm. Thì khi mà tham gia cái ngày trải nghiệm này, mọi người sẽ được học thử các lớp chuyên ngành để tìm hiểu là xem mình có hứng thú với ngành nào. Và ở trong cái ngày Experience Day này có tới 15 lớp học thử với gần 20 chuyên ngành khác nhau. Trong đấy nhá, trong đấy có những cả ngành tâm lý học. Thì đây là một cái ngành khá là mới và đang hot ở trường mình. Thì mình còn thấy là chúng mình còn có thể tham gia tới 3 cái hội thảo về 3 nhóm ngành khác nhau. Đấy là kinh doanh, sáng tạo và công nghệ, để chúng mình có thể nắm bắt được xu thế nghề nghiệp cũng như là tuyển dụng trong thời kỳ bình thường mới nữa. Thì mình thấy trường Remit chuẩn bị khá là kỹ cho cả sinh viên đang học, sắp học và đã học. Khi mà trường R đã chuẩn bị kỹ càng như thế thì ngại gì mà bọn không tham gia nhỉ? Mình có đính kèm cái link để mà đăng ký cái Experience Day này ở dưới description, ở dưới phần nội dung. Thì mọi người nhấn vào đấy và đăng ký ngay.
giữ chỗ cho mình để tham gia vào 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11. Nên là đăng ký đi nha. Thì có một phần mình thấy khá là hay, đấy là mọi người còn có thể tham gia một cái hội thảo thông tin về chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường, về một cái chủ đề đấy là tìm vấn đề, chọn giải pháp đối với những cái giai đoạn chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học. Những cái bạn mà học sinh cấp 3 ấy, khi tham gia cái hội thảo này rất là tốt để các bạn đỡ bỡ ngỡ khi mà bước vào cái ngôi trường đại học. Nên là mọi người hãy nhấn vào cái link phía dưới và tham gia đi. Ok, tại vì nó miễn phí. Ok, chúng mình hãy tiếp tục với phần Q&A nào. Học ngành thì học lớp cùng độ tuổi hay là mình học nhiều người nhiều độ tuổi khác nhau à chị? Mình sẽ học theo lớp nhiều độ tuổi. Thực ra điều này cũng còn tùy, bởi vì có nhiều bạn sinh viên là học chuyển tiếp, hoặc là học nhảy map, hoặc là sinh viên nước ngoài. Cái chương trình học của trường thì sẽ cho chúng mình được đăng ký các cái môn có sẵn trong chuyên ngành của mình để học theo từng học kỳ. Thì mỗi học kỳ chúng mình sẽ được đăng ký tối thiểu 1 môn và tối đa là 4 môn. Tùy mỗi nhóm ngành, trường sẽ cho sẵn một cái bản đồ các môn học sao cho hợp lý và hiệu quả. Cái việc mà đăng ký môn ấy là tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người thôi. Ví dụ như là cái map trường bảo kỳ này mình học 3 môn thì mình đăng ký 2 môn là một chuyện bình thường. Em đang định drop bớt một môn so với map của trường thì có ảnh hưởng tới lộ trình học hay thời gian tốt nghiệp không ạ? Chúng mình sẽ được tự chọn môn theo sở thích của mỗi cá nhân. Thế nên là drop hay là học môn nào trước cũng không sao hết. Về phía mình ý, thì hiện tại mình học 2 môn một kỳ. Đây là cái số lượng môn mà mình cảm thấy phù hợp với bản thân mình, bởi vì mình vẫn còn dành nhiều thời gian để cho câu lạc bộ này và những cái dự án cá nhân và làm thêm chẳng hạn. Thì mình cảm thấy học 2 môn thì mình sẽ dành đủ thời gian để mà chạy deadline, để làm bài vừa đủ mà mình không bị quá stress hay là quá bị overload công việc. Thì về việc mà học ít môn hơn so với cái map của trường đã ra ấy, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp rồi. Nếu mà học theo cái map đấy thì chúng mình sẽ được ra trường trong vòng 3 năm. Nhưng mà có một số người ta học ít môn hơn so với cái map, thì các bạn, các anh chị mà ra trường trong vòng 4 tới 5 năm là một chuyện rất là bình thường ở trường mình. Miễn là các bạn chọn số lượng môn mà phù hợp với vừa sức của mình là được. Đối với cái lộ trình học thì nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì các bạn vẫn sẽ học từng môn theo cái map. Nó chỉ thay đổi số lượng môn các bạn học thôi. Và theo cái map trường đấy là trường đã sắp xếp sao cho những cái kiến thức của những cái môn này nó bổ trợ cho những cái kiến thức của những cái môn kia trong cùng một kỳ học. Theo mình thấy học ít môn một kỳ mà chất lượng cái điểm GPA của chúng mình cao, chúng mình có thể làm được nhiều việc khác, chúng mình không bị stress quá nhiều, nó vẫn tốt hơn so với cái việc mà các bạn học nhiều môn cùng một kỳ. Mặc dù được ra trường sớm nhưng mà có thể cái chất lượng bài học nó sẽ không được cao. Câu hỏi tiếp theo là trong trường có nhiều buổi tham gia workshop không chị? Về workshop mà dành cho việc học ý, thì mình thấy cũng khá là nhiều theo trải nghiệm của mình. Tùy theo các môn mà các bạn chọn, vào tầm week 3 tới week 4 sẽ có những cái workshop liên quan tới cái môn mà bạn học đấy để có thể bổ trợ cho cái trải nghiệm học của các bạn. Ngoài ra các ban SAS, Student Academic Success cũng như là Library thì lâu lâu cũng sẽ có một cái workshop để cho các bạn newbie biết thêm về cái cách sử dụng lab này, cách sử dụng thư viện này, cách viết reference hay là những cái cách book lịch tutor, thì nó cũng khá là nhiều và đa dạng. Bên cạnh những cái workshop của trường tổ chức dành cho các bạn để bổ trợ thêm về việc học, tối ưu hóa những cái trải nghiệm của các bạn ở trong trường, thì chúng mình còn có những cái workshop tới từ những câu lạc bộ. Thì ví dụ như là câu lạc bộ của mình sắp tới sẽ có một cái webinar về gamification được dùng trong marketing. Ngoài ra còn có những cái workshop dành riêng cho các member của các club. Thì khi mà các bạn tham gia một cái club ấy thì cái club này sẽ tổ chức khá là nhiều những cái internal workshop chỉ dành cho member thôi. Khi mà mọi người học trực tiếp ấy, mọi người cứ đi quanh trường thôi, mọi người sẽ thấy các cái club này dựng booth lên để mà tìm người tham gia, để quảng bá cái event cũng như là những cái workshop sắp tới của những cái club đấy. Nói về Marcom đi chị, xin hãy cho em xin thêm thông tin về Marcom nhé. Hi hi. Như các bạn đã biết qua cái vlog Life at RMIT của mình, cuối video mình có tham gia một buổi workshop về photography. Đấy là của club mình, là club Marcom. Thì Marcom là viết tắt cho RMIT Marketing and Communication Club. Tính chất của club mình là về marketing và truyền thông. Chúng mình có hai department chính, đấy là creative và operation. Thì creative là ở trong này có marketing division và media division. Còn bên operation là chúng mình có HR division cũng như là logistics division. Với vào ngày 1 tháng 11 chúng mình sẽ có một buổi induction day, đấy là một buổi giới thiệu về club cho các bạn newbie. Thế nên là mọi người hãy follow RMIT
Marketing and Communication Club page để có thể biết thêm thông tin cũng như là tham gia. Câu lạc bộ ở đây có gì deadline SML không? Nếu bạn là member thì không, mình không nghĩ chạy cái việc chạy deadline của club as a member nó quá nhiều. Cái việc làm task của các bạn, cái việc tham gia những cái hoạt động ở trong club là lợi ích của member. Cái số lượng công việc nó sẽ không quá nhiều, nó sẽ vừa đủ cho các bạn có thể có thêm kinh nghiệm cũng như là có thêm trải nghiệm mà không bị quá stress, bởi vì mọi người ai học Remit cũng đã quá stress với deadline rồi. Lúc chị học xong week 1, lúc chị học xong tuần đầu tiên, chị đã biết làm bài chưa ạ? Sao bây giờ em hoang mang quá, học xong week 1 nhưng vẫn chưa biết cách làm assignment như nào ạ? Hồi học xem 1 làm thế nào để chị làm quen với cách làm bài ở trường mà không bị hoang mang ạ? Thì thật ra ở semester đầu tiên, học kỳ đầu tiên của mình thì mình không biết làm gì cả. What? Còn một tuần trước deadline thì mình xin được bài mẫu, mình xin được sample. Thì mình mới kiểu, ui, sao mà nó lại dài thế? Tại sao mọi người làm bài dài thế nhỉ? Tại sao cái drop của mình nó lại ngắn như thế này mà bài trễ như thế này? Sao mình kiểu, oh shit, here we go again. Thì qua cái câu chuyện mà mình công đít lên chạy deadline, mình đã rút kinh nghiệm cho học kỳ tiếp theo. Đấy là mình luôn đọc kỹ những cái đề bài của cái assignment đấy trên Canvas, đọc kỹ đề bài, đọc kỹ Rubik, đọc kỹ những cái material mà mình mà cần thiết để làm cho xong cái assignment đấy. Cũng như cái việc mà mình sắp xếp lịch học làm sao để cho nó không bị dồn quá nhiều công việc vào trong cùng một tuần. Ngoài ra mình còn tìm xem những cái assignment đấy nó có cái framework nào không để chuẩn bị trước, để như thế mình sẽ bị kiểu biết cái sườn bài mà mình làm bài dễ hơn. Và đối với những cái bài nhóm ấy thì mình sẽ hẹn lịch trước, mình tạo một cái group chat đối với các bạn đấy, xong rồi mình sẽ hỏi à bạn ơi trong tuần này bạn rảnh hôm nào, chúng mình sẽ cùng call với nhau để mà mình học nhóm. Những học kỳ đầu ấy, khi mà các bạn mới chưa biết cách làm bài, làm assignment như thế nào thì mình có thể xin bài mẫu, tụi mình gọi là sample ấy, chúng mình sẽ xin bài mẫu để mà biết cái cách, cái sườn bài của mọi người làm như thế nào. Đấy là mình chỉ khuyên các bạn mà mới vào trường thì có thể xem sample để mà làm bài thôi. Bởi vì khi mà mọi người mà xem sample quá nhiều ý thì mọi người sẽ bị phụ thuộc vào cái sample đấy. Mọi người sẽ nghĩ à mình phải làm như thế này mình mới được điểm cao. Nhưng mà không, có rất nhiều giáo viên ở trong trường thì các thầy cô đấy cảm thấy là sinh viên quá phụ thuộc vào sample. Các thầy cô đấy xếp hết một đống sample về và xem những cái sinh viên nào mà làm bài giống cái sample đấy sẽ bị trừ điểm. Cái cách dạy của những thầy cô khác nhau, thế nên là cái yêu cầu của từng cái assignment và cách chấm nó cũng sẽ khác nhau, thế nên các bạn không thể phụ thuộc vào sample quá nhiều được. Và một cách nữa để mà làm một assignment I learned it the hard way luôn ý, đấy là mình phải console, mình phải tương tác với giáo viên rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đang được học online thì mình cảm thấy mình nên tận dụng cái điều đấy hết sức có thể, bởi vì khi mà các bạn học online, trong mỗi môn, tất cả các môn mình đã được từng học thì luôn có một cái phần Q&A session. Đấy là giáo viên sẽ trả lời cho các bạn rất nhiều câu hỏi, thế nên là hãy tận dụng cái cơ hội đấy khi mà chúng ta đang học online nữa. Các bạn có thể gửi draft cho thầy cô xem, xong rồi hỏi em có cần phải improve chỗ nào không, em cần phải sửa chỗ nào không. Theo như trải nghiệm của mình khi mà mình đang học ở RMIT thì mình thấy những cái bài nào mà mình console với thầy cô rất là nhiều thì bài đấy được điểm rất là cao. Còn những cái bài nào mà mình assume, cứ cho rằng là mình đã biết cách làm rồi, bởi vì mình đã có bài mẫu rồi mà, nên là mình không console với thầy cô ấy, thì bài đến điểm mình rất thấp. Alright, câu tiếp theo. Làm sao để pick được giáo viên xịn ạ? Trên cái group Facebook này, tất cả sinh viên Remit đều vào. Chúng mình có thể thảo luận về ngành học này, giáo viên này, hay là các cái môn nào, giáo viên nào dạy hay, thì các bạn hãy lên trên đấy. Hoặc là các bạn có thể up bài lên trên đấy luôn, hỏi là xem sau, học kỳ sau, em học môn này thì em không biết là có những giáo viên nào dạy tốt. Thì những cái học sinh, những cái sinh viên mà đã học cái môn đấy rồi, đã học giáo viên của môn đấy rồi sẽ vào review. Thì các bạn sẽ thấy là mình cảm thấy mình hợp học với giáo viên này thì mình sẽ đăng ký. Và cái cửa ải cuối cùng ý, cái cửa ải mà thì đấy là cái lúc mà trường mình mở cổng đăng ký và tất cả các sinh viên trong trường đều vào đăng ký. Thế nên là cái web đấy rất dễ sập ý. Thì các bạn phải chuẩn bị được là máy tính của mình kết nối mạng ok, máy tính của mình đầy pin, chuột của mình rất là smooth để mà các bạn có thể đăng ký được cái slot mong muốn của mình. Chị hay kiếm tài liệu ở những nguồn nào ạ? Thì khi mà mình làm assignment mà mình cần tìm kiếm một cái nội dung nào đấy, mình sẽ lên thẳng Google Scholar để mà mình tìm. Thì Remit Library, cái thư viện của Remit ý, nó đã liên kết sẵn với rất là nhiều nguồn, rất là nhiều resource, tài liệu khác nhau. Thì hôm trước mình mới thấy trường mình mới cho access free vào một cái nguồn, đấy là Statista. Thì trong cái Statista website này, nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái report này, data hay là statistics về các chuyên ngành khác nhau cho các bạn luôn. Và những cái nguồn mà mình hay dùng để mà làm assignment của mình, của ngành Profcom thì mình hay lên Journal Sagepub.
Upwork này là những cái tài liệu về marketing. Nói chung là các bạn cứ lên thẳng Remit Library, thư viện Remit để xem, bởi vì trên đấy thư viện mình liên kết với rất là nhiều cái nguồn khác nhau và hay ho tùy vào cái nhóm ngành mà các bạn học. Prof con có thực sự quá nặng hay khó không chị? Và chương trình học như thế nào ạ? Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Cái lúc mà mình mới học cấp 3 xong mình vào Remit ý, khi mà mình đã học tiếng Anh, tâm thế của mình là cũng kiểu 70% là chắc chắn về cái ngành của mình rồi. Thì một ngày đẹp trời mình lên đọc Confession. Thì các bạn biết mà Remit Confession nó đã quá nổi với Gen Z rồi. Cái lúc đấy cứ 10 Confession mình đọc là 6 cái Confession lên chê xuống và kiểu than vãn về cái ngành Profcom, cái ngành Professional Communication mà mình chuẩn bị vào học. Xong rồi mình còn đọc được một cái article của các bạn biết là ngành này khó quá, mình kiểu quá trầm cảm, mình phải đi điều trị tâm lý luôn ý. Xong mình kiểu ôi thôi chết rồi, thế mình có chọn nhầm ngành không? Học dần dần rồi thì mình cảm thấy là nó khó nhưng mà có thể làm được, chứ không phải khó tới mức mà kiểu oh my god. Bởi vì khi mà chúng mình vào học là sẽ không có một bước đệm gì cả, chúng mình chỉ vào học thẳng cái kiến thức chuyên ngành luôn, vừa áp dụng lý thuyết cũng như là thực hành, và học 100% bằng tiếng Anh. Thế nên là nó cũng có thể hơi kiểu sốc đối với những bạn mà kiểu mới vào học ý. Yeah, và nếu như mà mình đầu tư vào làm bài thì nó sẽ không quá khó, nghĩa là mình cố gắng là được. Chị cho em xin info laptop của chị nha. Đang tìm lab nào có thể edit ảnh và video mượt ý, nhưng mà phân vân vì nhiều laptop quá ạ. Thì hiện tại mình đang dùng laptop HP Envy. Thì máy này phù hợp với mình bởi vì nó nhẹ, nó rất là nhẹ luôn. Mà mình thì hay mang cái túi một bên, thế nên là nó sẽ không làm mình bị đau cột sống. Mình cảm thấy cái máy này nó khá là mượt, nó chạy mượt, làm việc ok và đem đi nhiều nơi cứ là ok luôn, bởi vì mình đi rất là nhiều mà, nhưng mà mình vẫn phải làm task ý. Đối với mọi người mà muốn mua máy tính để mà học thì mình cảm thấy mọi người nên tìm những cái máy mà có đạt những tiêu chí sau. Thứ nhất đấy là kết nối mạng thật là tốt, bởi vì ví dụ như những hôm mà chúng mình sẽ phải đăng ký môn đi chẳng hạn thì máy của các bạn phải kết nối mạng phải rất là tốt ý. Yeah. Và thứ hai đấy là máy phải chạy mượt, không bị nóng máy nhiều. Bởi vì khi các bạn làm assignment là các bạn phải sẽ để 1001 cái tab ở trên cái Google để mà làm bài, để mà research, nên nó rất dễ bị nóng máy và rất dễ kiểu. Tiêu chí nữa là nó phải đủ nặng để mà các bạn có thể save video, edit ảnh, edit video tùy theo cái môn mà các bạn học. Ví dụ như mình hồi trước mình học Making Media thì chúng mình phải edit kiểu trên cái app InDesign, nên là cần máy nặng một chút với là kiểu cấu hình đẹp một chút đi thì nó ok. Mình cũng không biết quá nhiều về máy tính nhưng mà đấy là những cái tiêu chí mà mình cảm thấy các bạn cần nên chú ý khi mà các bạn mua máy để mà chạy deadline ở trường rồi. Yeah. Có thể kiếm được nhiều bạn bè dù bản thân không có gì nổi bật không ạ? Vì em không giỏi cũng không giàu ạ. Đây là một cái câu nó khá là không liên quan nhưng mà ok. Theo mình nghĩ nếu mà các bạn đã là bạn bè, các bạn chơi chung với nhau thì chắc hẳn là bởi vì các bạn có những cái tính cách mà hai người có thể kiểu hòa hợp được ý. Mọi người cảm thấy thoải mái để chia sẻ là chính bản thân mình khi ở bên cạnh các người bạn đấy. Chứ nếu mà các bạn tìm bạn bè dựa trên cái mức đo giàu có hay là nổi bật ý, thì những cái mối quan hệ đấy nó sẽ không lâu dài. Cái việc giỏi hay giàu ý, nó không phải là một cái đức tính cần thiết trong những cái mối quan hệ bạn bè ý. Mình cảm thấy nếu mà các bạn muốn có những người bạn thật là tốt, có những người bạn thật là ưu tú, có những người bạn thật là tuyệt vời, thì các bạn nên tập trung vào bản thân mình. Bởi vì khi mà các bạn tập trung vào bản thân mình ý, các bạn sẽ kiểu thể hiện ra được à, mình là một người với những cái tính chất này, mình là một người với những cái sở thích này. Mình cảm thấy là chính mình khi mình làm ABCD, XYZ, thì khi mà những cái người bạn khác mà cũng có cùng cái tần sóng não, có cùng cái tần số với các bạn, hoặc là có cùng chung sở thích đi, thì những bạn người bạn đấy sẽ bị attract bởi bạn, những người bạn đấy sẽ bị thu hút bởi bạn. Chủ động tham gia câu lạc bộ này, chủ động tham gia những cái program ở trong trường. Bởi vì có khi nhá, cái người bạn mà bạn cảm thấy ôi bạn đấy rất là giỏi và rất là nổi bật đi, có khi chính cái bạn ấy cũng suy nghĩ làm sao mà mình kết bạn được nhờ, mình cảm thấy mình không giàu, không nổi bật. Đây là câu hỏi cuối cùng mà mình cũng không biết trả lời thế nào. Chạy deadline có mệt không chị? Mình nghĩ là mình sẽ để câu hỏi này cho tất cả những người bạn Remit của mình trả lời ở dưới comment. Ok, rất cảm ơn mọi người đã xem tới hết video của mình. Và đừng quên đăng ký ngày trải nghiệm mà mình đã để link ở phía dưới ở description box. Yes, và mọi người đừng quên subscribe my channel. No! No! Cũng như là like video này nhé. Love you, bye!